Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Thì hôm nay mình là hôm nay là ngày thứ 5 mà các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nói chung là mình sẽ vệ sinh chuồng của mấy con chuột hamster của mình nha các bạn. Thì một tuần đó là mình sẽ vệ sinh khoảng là 2 lần, 2 đến 3 lần. Thì các bạn nuôi hamster á thì các bạn nên vệ sinh một tuần cho các bé là khoảng 2 lần nha các bạn. 2 lần là ít nhất. Còn các bạn nào mà rảnh rảnh nữa thì các bạn có thể vệ sinh khoảng 3 lần hoặc là 4 lần để cho chuồng của hamster của bạn nó sạch sẽ thì nó mới khỏe mạnh được nha. Ok. Thì đây là cái bộ chổi mà mình để sử dụng để quét dọn chuồng nè. Đấy, cái bộ chổi này đặc biệt là những bạn nào xài lồng kính hoặc là lồng mica đâu đó thì các bạn nên mua cái bộ này về xài, nó rất là tiện lợi luôn, với lại nó rất là bền luôn các bạn mua một lần xài rất là lâu luôn, nó rất là khó bị hư, cho nên các bạn nào mà xài hộ kính đâu đó thì mua cho nó. Ok, và tiếp theo là một cuộn giấy để mình lau cái đế chuồng các bạn. Mình thì chủ yếu là mình nuôi bằng lồng sắt cho nên là mình sử dụng cuộn giấy như thế này, mình lau cái đế cho nó sạch sẽ. Và cái chai khử môi để mình có thể là khử cái mùi hôi của nước tiểu của mấy con chuột của các bạn. Đó, thì các bạn chuột bạn nào mà nó hôi quá thì các bạn có thể sử dụng chai này mỗi khi mà các bạn vệ sinh chuồng cho nó. Đó, bạn nào xài lồng kính hồ mica đồ thì nên mua một chai này về xài. Đấy, xài cũng khá là lâu. Cái một chai là vậy là 38.000, xài cũng khá là lâu á. Và tiếp theo là bịch cát tắm. Đấy, cát tắm này mình sử dụng cát để bán cho các bạn luôn á, nói chung là mình bán cho các bạn gì thì mình xài cái đó thôi. Đó, thì cái cát này một tí mình sẽ có thể là mình sẽ đổ ra thau hoặc là mình sẽ tự tắm, tự lấy tay để rẫy cát lên mình của hamster luôn cũng được. Đó, các bạn có thể cột lại như thế này khi mà các bạn không xài để cho nó giữ cái mùi thơm của bịch cát nha. Và đây là mùn cưa. Mình thì thường ấy, thì mình sẽ xài mùn cưa cây, nhưng mà ở đây có một bịch nó trong lúc vận chuyển gì về các bạn nó bị bể, cho nên là mình lấy cái mùn cưa thơm mà mình xài luôn. Đây là mùn cưa thơm nè. Đó, mùn cưa thơm thì nói chung là nó nhuyễn nhuyễn như thế này đó, các bạn khỏi cần chà cho nó nát ra. Đó, thì đây là tổng cộng những gì mà thường ngày mình hàng tuần mình hay vệ sinh cho mấy con chuột nhà mình. Ok các bạn, và ở đây mình sẽ chuẩn bị một cái bọc ni lông như thế này. Đấy, để một tí nữa mình để cái mùn dơ á mình để vào đây để cho nó đừng có bay tùm lum thôi ha. Ok, các bạn nên chuẩn bị một chiếc bọc ni lông như thế này. Rồi, và bây giờ mình sẽ bắt đầu vệ sinh chuồng hamster nha. Và bây giờ mình sẽ gọi là nói sơ qua những cái con chuột mà mình hiện tại mình đang nuôi nha. Thì đầu tiên như các bạn thấy nè, đó, đây là một cái con bia huyền thoại. Tao nói là cái này mình nuôi cũng được lâu rồi các bạn. Mình nuôi con bia này hình như là cũng khoảng đâu đó là 3 năm rồi đó, khoảng 3 năm nha, khoảng 3 năm rồi. Đấy, thì hiện tại nó nói chung là nó cũng già rồi. Đó. Và bên này thì mình sẽ có một con vàng chanh. Đây. Con này thì nó cũng còn nhỏ thôi các bạn. Đấy, mình nuôi cũng được mới được mấy tháng à. Đấy. Ok. Vàng chanh này là con cái. Đó. Hôm trước mình cho nó ở chung với cái con vàng chanh bên này nè, nhưng mà nó bị ăn hiếp quá cho nên là mình bắt thì mình nuôi riêng luôn. Sợ nó cắn con nhỏ này chết nữa thì tội lắm. Ok. Đó, con này lông khá là mướt, mắt màu đỏ. Đó. Lông con này khá là mướt. Các bạn muốn hamster mà lông mướt á, thì các bạn phải dọn chuồng với lại cho nó ăn đầy đủ nha. Con này thì hôm trước mình cũng cho nó ở chung với con này để mà giao phối á. Thì nói chung á, là hai con đó thì nó cũng đẻ được 3 lần rồi, cho nên mình không có cho nó đẻ nữa và mình sẽ nuôi riêng. Đấy, thấy cái mặt đâu đó, các bạn thấy cái mặt đó thì thôi chứ mà nó cũng hưng hung lắm á. Hôm trước nó cũng cắn hết một con chết rồi, mình lỡ để con kia vào và qua một đêm nó cắn con kia chết. Và đây là một cặp hamster mà mình đang ghép. Đấy, hôm trước mình có làm cái video mà phân biệt được cái á, thì mình lấy cái cặp này ra mình để mô tả cho các bạn xem á. Đấy, thì cũng là Winter Wild luôn. Nói chung là mình chủ yếu là mình nuôi Winter Wild với lại một con bia thôi à. Đó. Thì bên này thì cái con này là hôm trước mình cho ở chung với cái con hamster vàng chanh nhỏ đó. Thì con này nó ăn hiếp con kia quá cho nên là mình để cho nó ở riêng một cái lồng lớn vậy luôn. Đó, có queo rồi cho nó chơi luôn. Đấy, con này thì nói chung á là nó rất là dễ thương các bạn. Đấy, các bạn thấy không, nó rất là ú luôn. Đó, để mình bắt ra cho các bạn xem nha. Đây, đấy, rất là ú luôn. Con này thì trong cái dòng Winter Wild thì mình thấy con này là nó mà hiện tại mình đang nuôi thì mình thấy con này là nó ú nhất luôn. Đó. Thì mình cũng cho nó ăn thức ăn mà mình bán cho các bạn thôi à.
chứ mình cũng không có cho nó ăn thức ăn nào khác nữa. Đó, lâu lâu thì mình cho nó ăn thêm sâu với lại thức ăn dặm mình bán cho các bạn thôi. Nhưng mà tùy theo cơ địa mỗi con thôi các bạn. Có con thì nó mập như thế này, có con thì nó ốm ốm hoặc là nhỏ nhỏ như là mấy con kia. Đó, thì mình cũng có để một chiếc queo cho nó tập thể dục đồ cho nó bớt uống một tí. Đó, ok. Rồi, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu dọn cái mấy cái chuồng này nha. Ok. Ok các bạn, thì cuối cùng mình cũng đã dọn chuồng xong rồi. Đó, thì khá là sạch sẽ hết rồi. Đó, tổng cộng là 5 cái chuồng. Bên này thì có một cái chiến ăn với lại bình nước luôn nè. Đó, thì bình nước thì nó hết nước rồi, cho nên là một tí nữa mình sẽ rửa chiến ăn với lại bình nước sạch luôn. Rồi mình sẽ để vào sao cho nó. Đó, còn đây là cái nhà tắm. Thì cái nhà tắm thì mình chỉ để cát vô một cái vậy thôi. Đó, và mình sẽ để luân phiên. À, từng cái chuồng như thế này. Đấy, mình sẽ để cái chuồng cho con này trước đi. Và một tí nữa mình sẽ để vào những cái chuồng khác. Đó, như là chuồng con bia nè. Một tí nữa mình sẽ để vào sau cho nó tắm sau nha. Ok. Thì á, nói chung á là một tuần thì các bạn nên vệ sinh chuồng cho nó là ít nhất là 2 lần nha. Như là mình thì đảm bảo cho chuồng hamster của các bạn nó sẽ được sạch, và hamster của các bạn nó sẽ không có bị bệnh nấm hoặc là bệnh rụng lông hoặc là những cái bệnh mà bậy bạ khác dẫn đến là hamster của bạn nó sẽ bị bệnh và chết đó. Ok, thì các bạn vệ sinh chuồng hamster của bạn sạch sẽ thì tất nhiên là tuổi thọ của hamster của bạn nó sẽ được nâng cao hơn rồi đó. Thì con này thì lông cũng khá là đẹp nè các bạn. Đó, thì các bạn muốn lông chuột của các bạn nó đẹp như thế thì các bạn phải vệ sinh chuồng thường xuyên đó, đừng có cho mùn cưa nó dơ quá, và cho nó ăn đầy đủ tất cả các loại thức ăn đó, thì nó sẽ được lông nó sẽ được đẹp như thế này đó. Thì nói chung là mấy con này thì lông con nào nó cũng đẹp hết các bạn, chỉ có một con bên này nè, con đực bên này nè, thì lông nó nói chung là cũng đẹp nhưng mà nó bị thiếu lông một tí, nó không có được dày nhưng mà là mấy con này đó. Con này thì nó đang cắn cái chuồng đó các bạn. Thì các bạn nuôi hamster á, thì một thời gian á, thì nó cái lồng của các bạn nó sẽ bị chốc nước sơn như thế này đó. Cái này thì cũng thì các bạn phải chịu thôi, tại vì chuột là loài gặm nhấm mà các bạn, cho nên là nó phải cắn bậy cắn bạ rồi đó. Ok, rồi bây giờ mình sẽ kết thúc video ở đây nha, và cảm ơn các bạn đã xem hết cái video này của mình, và nếu như thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có thể làm ra nhiều video nữa cho các bạn xem nha. Rồi, và cảm ơn các bạn xem hết video của mình nha. Rồi, xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.